Rồi, mình chào các bạn và ngày hôm nay mình cho các bạn xem cái lưỡi liềm của Buddy. Thì lưỡi liềm này của hãng Buddy Đài Loan. Các bạn nhìn thấy trên cái sản phẩm sẽ có cái dán cái tem nhãn là 471, cái mã vạch đó. Mã vạch này là mã của Đài Loan. Và sản phẩm này là cũng cái thương hiệu Buddy, mã hàng là BC0020. Đây là một cái lưỡi liềm cán gỗ. Thì đối với dòng lưỡi liềm này, anh em mình có thể sử dụng để chúng ta phát những cái cỏ nhỏ phía nhà, hoặc anh em mình gọc những cái lá hay là cắt những lá chuối vân vân, rồi tùy anh em mình sử dụng trong cái khu vực đại khái là làm vườn, về lịch làm vườn ha. Thì ở đây anh em nhìn thấy cái lưỡi của cái phần lưỡi liềm này khá là sắc nhọn và bén kinh khủng lắm anh em ạ. Và cái phần lưỡi này rất là đẹp, mình đánh giá cao về cái chất lượng của cái sản phẩm này. Riêng về nó có ứng dụng vào trong cái công việc của bạn một cách thuận lợi hay không thì còn tùy thuộc vào cái sự quen tay của các bạn, cũng như cái lưỡi liềm nó sẽ khác so với một số cái địa phương, tùy theo cái khu vực địa phương mà người ta sử dụng những cái lưỡi liềm, cái kiểu dáng đó nó cong hoặc là chiều dài khác nhau. Riêng đối với cái chiều dài của sản phẩm này cũng khá là ngắn. Còn cái phần lưỡi thì anh em mình thấy khá là đẹp, và cái phần lưỡi thì vô cùng sắc bén, rất là nguy hiểm cho anh em mình sử dụng. Nếu như ta bất cẩn thì sẽ rất là khó chịu khi mà nó sẽ vướng vào tay chúng ta ha. Ở đây thì mình sẽ đo cho anh em xem cái kích thước của cái sản phẩm này. Tổng chiều dài từ phần lưỡi cho tới phần cán, hết phần cán sẽ là tầm khoảng từ 35 cm. Còn cái phần lưỡi không á, thì ở đây chúng ta sẽ thấy tầm khoảng 17 cm. Phần lưỡi nha anh em, mình đo từ mũi là 17 cm. Ở đây thì còn cái phần cán không thì tầm khoảng gần 20 cm. Đó, nó như vậy. Xung quanh thì anh em mình nhìn thấy cái phần cán gỗ này, người ta sẽ cố định lại cái phần lưỡi bằng hai con tán, hai cái chốt tán. Đó. Còn cái phần thân người ta có chẻ một nhỏ để chúng ta gắn cái phần lưỡi vào, và phần trên thì được niềng cố định. Thì cái sản phẩm này cũng khá là chắc chắn. Còn cái phần sản phẩm thì bao nhiêu tiền thì mình có để phần phía dưới cái phần mô tả của sản phẩm, phần tên hàng rồi, nên mình có thể xem và tham khảo.